Ok, rồi. Thì trong cái session này á, là cái buổi này là buổi thứ sáu rồi. Ha, mình học bữa nay là thứ bảy, mình học chủ nhật nữa là buổi buổi thứ bảy, rồi xong sau đó là tuần sau nữa. Thì anh sẽ sắp xếp một buổi, anh sẽ nói chuyện và anh hướng dẫn các bạn là về cái tâm lý đi thi. Làm sao cho tới là từ cái lúc mà mình book thi cho tới cái lúc mình thi rồi tất cần cả mọi thứ ha, để cho các bạn thấy rằng là những cái tinh tế mà mình đi thi mà mình có thể là mình làm sao đó để cái tâm lý của mình không có bị căng thẳng, mình thoải mái và mình relax ở trong cái phòng thi được. Rồi có những cái lúc mà ví dụ như là đang thi mà khát nước quá, hay là đang thi mà bị, cái này nó cũng không phải là nói chuyện chơi đó, nhưng mà nó là chuyện rất là bình thường, đang thi mà mắc toilet quá thì tận dụng cái lúc nào để mà đi được hay là như thế nào đấy, thì anh cũng sẽ cố gắng anh hướng dẫn hết những cái trong cái những cái hiểu biết của mình. Tại vì anh đi thi thì anh cũng không hy vọng là các bạn thi 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 với cái số lượng lần nhiều như là anh đi thi đâu. Anh thi 11 lần thì anh đi vô đi ra phòng thi nó cũng nhiều lần, là anh cũng hiểu, anh nhìn và anh nhận xét, tức là làm sao để cái tâm lý mình nó thoải mái và mình tận dụng được những cái lúc nào. À, ok, rồi ngày hôm nay á, thì mình vẫn tiếp tục cái phần read aloud, hay là các bạn muốn học cái phần nào thì các bạn có thể đề xuất để anh nghe, rồi anh có thể là anh hướng dẫn các bạn. Các bạn hai bạn có đề xuất gì không? À. Dạ, em thì em thấy cái phần speaking thì vẫn là có gì đó là vẫn là phải cần có người sửa cho nên Ừ, nó dạ, đúng rồi. chứ Rồi. phần mà reading thì reading với lại writing thì em nghĩ nó cũng có template hết rồi. Ừ. Dạ, còn cái phần summary là correct answer. Summarize spoken text xong, anh hướng dẫn một lần. À dạ. Bạn bạn Phi có muốn học cái này không? Summarize spoken text xong. Dạ vâng ạ. Summarize spoken text ha. Ok, rồi. Nó không có gì khó hết. Để anh mở cái template lên. Không có rồi. Nó còn tác như nó có tập tên mà ta. Đúng rồi, nó có template ha, nó có template và mình làm như thế nào để cho nó đạt cao điểm. Thì anh mở lên đây. Thật ra thì mình học summarize spoken text một chút xíu để cho nó đỡ là lặp đi lặp lại cái việc mà mình đọc học read aloud, chứ còn thật ra cái phần học read aloud để mà thoải mái, để mà đọc, để mà ấy, nó vẫn rất là quan trọng, là cái lúc mình sửa cho từng câu ha nó quen, nên mình học một chút xíu cái này cho nó đỡ ấy một chút xíu, xong mình mở đầu, xong rồi sau đó là mình học read aloud tiếp. Rồi thì trước mặt các bạn mình đó là cái template của cái phần summarize spoken text. Thì cái summarize spoken text này á thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Để anh highlight cái này nó màu đen để các bạn coi chừng dễ nhầm lẫn. Ok. Rồi á thì á cái này á nó nói là the speaker talk about, rồi á thì cái novelist nè. Okay. Rồi cái novelist, rồi những cái dòng chữ đen đó là cái nội dung mà mình cần phải học thuộc, và những cái ở trong những cái khung đóng mặt như thế này là những Đây là cái chủ nhân là anh cả đéo. Là những cái danh từ mà mình nghe để mình điền vào. Rồi á thì bây giờ á mình sẽ có hai kiểu, và bây giờ trước khi anh cho các bạn nghe để các bạn làm thử á thì nó phải như thế này nè ha. Cái từ đầu tiên á là cái danh từ này á là phải ở thể số ít nha. Phải ở thể số ít. Bởi vì sao? Các bạn biết không? Bởi vì nó có cái chữ has ở đây nè. Đó. Rồi, bởi vì cái chữ has này nó chia theo cái danh từ này nên là mình phải để là cái này á, là ở thể số ít. Rồi xong những cái chữ dưới này á nó là phải ở danh từ, nếu như các bạn là danh từ á, thì nó danh từ mà đếm được á thì các bạn phải để ở thể số nhiều ha. Thể số nhiều nha, ở thể số nhiều. Danh từ mà đếm được thì phải ở thể số nhiều, mà danh từ không đếm được á thì các bạn không đếm được thì bạn cứ thêm số nhiều vô cho anh. À, ví dụ như là nó nói về cái chỗ này, ví dụ như là banana đi, banana đi đó, thì ví dụ như mình phải thêm s vô để nó không có bị sai chính tả. Các bạn biết nó không có bị sai ngữ pháp, các bạn biết vì sao không? Các bạn nào có ý kiến không? Tiến có thể nói được không? Tại vì nó bị important. À, tại vì nó có từ
In writing. Không. Dạ không ạ. Không biết đúng không? Dạ. Hôm bữa mà khi mà anh sửa bài, anh sửa mấy bạn mình mà cái phần representation, anh có nhớ là anh có nói là danh từ mà đếm được nó không nằm chỏng chơ một mình nó, có nhớ không? Dạ. Có nhớ không? Anh lấy cái chữ apple. Anh nói là is a very healthy fruit đó, nhớ không? À dạ, này dạ đâu em nhớ không đó đây. Hả? Nhớ không? Dạ. Đúng không? Đó. Ok, thì cái chữ apple này nè, nó không thể nào nó đứng chỏng chơ như thế này được. Thế mình chỉ hay là mình nói an apple á thì mới được. Chứ còn không á thì cái apple này nó không thể nào đứng chỏng chơ như thế này được, mà mình phải là apple như vậy nè. A nè, very healthy fruits này ha. Đó. Rồi á, thì bây giờ ví dụ như vậy á thì cái chữ banana này á nó là danh từ đếm được, mình không thể nào mình để là up banana như thế này được. Nếu như mình muốn để như thế này mình phải là the banana hoặc là banana. Khoan hãy nói về ý nghĩa nha, nhưng mà về mặt ngữ pháp là nó phải như vậy nó mới đúng. Hiểu không? Còn nếu như không để banana thì phải như vậy nha. Rồi, đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai, trong trường hợp bạn không nghe được cái noun nào á mà bạn chỉ nghe được động từ mà bạn muốn biến nó thành danh từ thì bạn thêm in vô, ví dụ như là upwriting ha, thì writing như thế này bạn để thoải mái như thế này nó không sao hết, nó không sai, nó không sai ha. Nhưng mà nếu như mà danh từ đếm được thì bạn phải để ở thể số nhiều giùm cho anh ha. Rồi, trong trường hợp danh từ mà không đếm được, ví dụ như water thì mình để water nó không sao, danh từ không đếm được thì thôi thoải mái không nói gì, nhưng mà danh từ đếm được thì phải để ở thể số nhiều. Riêng cái chữ đầu tiên là ở để ở thể số ít ha. Rồi bây giờ á các bạn cảm thấy như vậy hiểu không, có rắc rối gì không? Dạ không ạ. Không ha, dễ đúng không? Rồi bây giờ mình nghe thử nha, anh cho nghe thử một bài, xong sau đó rồi á tùy các bạn, mỗi bạn nốt bao nhiêu cái keyword hay là cái nào gì đó vô, xong rồi đọc lên để mình bỏ vô đây mình sửa nha. Ok không? Dạ. Chuẩn bị giấy viết nha. Evolution is a scientific theory used by biologists. It explains how living things change over a long time and how they have come to be the way they are. The Earth has been around for a very long time. By doing research on the layers of rock, we can find out about its past. That kind of research is called historical geology. We know that living things have changed over time because we can see their remains in the rocks. These remains are called fossils. So we know that the animals and plants of today are different from those of long ago. And the further we go back, the more different the fossils are. How has this come about? That evolution has taken place is a fact because it is overwhelmingly supported by many lines of evidence. At the same time, evolutionary questions are still being actively researched by biologists. Comparison of DNA sequences allows organisms to be grouped by how similar their sequences are. In 2010, an analysis compared sequences to phylogenetic trees and supported the idea of common descent. There is now strong quantitative support for a formal test for the unity of life. The theory of evolution is the basis of modern biology. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. Right, ok. Anh hỏi thử bạn Phi nghe được cái chữ gì nè. Bạn Phi. Hà, dạ rồi, chào em xí. Evolution. Research. Evolution. Hả? Dạ. Research. Research. Dạ, research. À. Dạ. Theory. À, biologic comparison. Cái gì? Theory rồi cái gì nữa? Biologic comparison, so sánh Theo. à. Logic. Comparison. Cái này là phải physiologic hay là physiology gì đó chứ không, cái này từ này nó không có nghĩa. Comparison thì ok. Comparison, yeah. Rồi. Evidence. Evidence. Rồi. Yeah. Hết Hình như chưa? là, yeah, hình như Nhiều đó là. ha, ok. Question đấy, tôi nghe từ question không biết nên đưa vô không? Question cũng được mà. Đó thì À dạ, question. Rồi, ok. Rồi mình sửa ha, mình bỏ vô đây nè. Đó mình copy vô.
Bỏ vô nha. Rồi, thì the speaker talk about evolution ha. Evolution này đây, the evolution ha, evolution. Bởi vì sao evolution thì đếm được và nó mà và bởi vì mình để ở thể số x cái này nó đếm the evolution. Không cần ha. Evolution này số s được hay sao? Evolution nè, rồi để thể số x nè. Which has become an important topic around the world. He has a discussions on the importance of research. Research nè. In cái gì đây? In theories. Theories including comparison. Comparison. Có nhiều nè. And evidence không có đếm được ha. Rồi, additionally he highlighted the roles of question. Question này phải có S ha, bởi vì mình đã thể để ở thể số nhiều. Which may have an effect on, thì bây giờ mình lặp lại thôi. Evolution. Finally he concluded the importance of research. Rồi. Những cái chữ mà theory này, lý thuyết là không đếm được nè. Rồi comparison này đếm được nên là anh để thể số nhiều nè. Evidence không đếm được nên là mình để nguyên mẫu nè. Question đếm được nên là mình để số nhiều nè. Rồi evolution không có đếm được, để nguyên nè. Đó, như vậy đó thì nó sẽ không sai. Rồi. Đó, như vậy là một câu hoàn chỉnh của cái phần summarize spoken text. Right. Tiếng nè, em nghe được chữ gì? Dạ, em nghe được là evolution, research, geology, Geology. geology, dạ, rồi từ rock, rocks, cục đá thôi, Rock hả? dạ, rồi fossil, Fossil. dạ, rồi evidence, biology. Video. Evidence biology. Idea support And idea rồi supporting supporting, right. rồi theory và từ life. Live này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi gì nữa? Dạ, em mới nghe nói tại vì anh thấy nhiều quá rồi em dừng lại. Rồi, ok. Cái phần này nó không phải như là cái phần retrieval ha, mình cứ nghe cho hết đi chứ không có cần gì, tại vì 10 phút là mình không có cần phải ấy ha. Right. About ha. Ok, của bạn Long Phi là xong rồi nha. Xóa nha. Rồi, cứ để đây đi. Rồi cứ để đây đi, sửa tiếp nè. About the evolution ha, evolution. Right, which has become an important topic around the world. He has a discussions on the importance of research. Now, in geology, ology, including rock, huh? Including rock, rock này có S vô, số nhiều nè, and fossil. Fossil. Fossil này đếm được luôn nè, phải có S nè. Right. He highlighted the roles of evidence. Evidence không có S không đếm được. Which may have an effect on cái gì đây? Have an effect on biology. Đúng rồi, nếu mà ví dụ giờ mình bỏ cái từ support á, vậy thì on phải là on supporting đúng không? Idea on ở đâu? On ở đây hả em? Dạ, ví dụ em bây giờ Đúng em rồi. không nghe, em bỏ động từ Đúng. vô á. Đúng rồi, được, on supporting. Đó, on supporting. Ha.
Đó. Còn ví dụ như mà điền cái chữ like này vào, ví dụ như là ID offline này, đừng like thì phải là gì nè, thẻ số nhiều nó khác nhúc ha, chứ không phải là like này ha, like này là không được ha. Rồi đó, like này thì được đó, nó vậy. Ok, được chưa? Đó. Thì cái phần này ấy, thật ra nó không khó, mình nghe cái gì thì mình cứ điền vào thôi, nhưng mà chủ yếu là mình để ý á, mình để mình biết được là cái chỗ nào là thêm s, cái chỗ nào là động từ số nhiều và động từ số ít. Thì thật ra có một vài chỗ mấy bạn sửa cái chữ này nè, thì ở đây á mình để là cái gì số ít số nhiều gì cũng được hết trơn á ha, mình để số ít số nhiều gì cũng được hết trơn á, đó nó sẽ không bị ảnh hưởng ngữ pháp. Bởi vì sao? Cái động từ chỗ này á, là nó chia cái chỗ này á, là my này á, tức là số nhiều số ít, hay là động từ số nhiều âm danh chủ ngữ mà số nhiều số ít gì nó cũng là my đó thôi ha, nên là nó sẽ không có bị sai ngữ pháp nữa. Thì nó có cái nhiều cách để mình ấy, nhưng mà quan trọng là mình hiểu được á, là cái template để mình ứng dụng nó để cho mình không có bị sai ngữ pháp. Nếu như á, mà cái chỗ này hash á, giữ nguyên nó là hash, thì phải nhớ rằng cái chỗ này nó phải là rock ha. Thì ví dụ như rock mà nó là danh từ đếm được thì mình phải là a rock thì nó đúng ha. Thì bạn muốn cái cách nào cũng được, sửa cái chỗ này thành chữ my thì ở đây á, để số ít số nhiều gì cũng được, nhưng mà số nhiều thì phải là gì, mà số ít á, thì phải là a rock ha. Đó, bởi vì cái danh từ số ít nó không có nằm chỏng chơ nó một mình được. Thì để mình cẩn thận, mình nhớ những cái điểm mấu chốt đó để mình không có sai ngữ pháp thôi. Chứ còn cái phần này thật ra ngày xưa nó kêu khó, nhưng mà thật ra bây giờ nó rất là dễ rồi. Rồi, các bạn nào hỏi gì? Các bạn nào hỏi gì cái phần này nữa không? Long Phi hiểu chưa em? Em hiểu ạ. Hiểu ha? Ok. Cường có hiểu không? Cường chắc cũng hiểu ha? Dạ vâng. Ok. Rồi, Tiến có hỏi gì không? Dạ, không a mà là lần trước em thi hình như cũng y chang anh Trung nói luôn á. Em cũng bị sai cái từ with has hoặc là have. Cái bữa trước đó là nó là chẳng như từ arrow á. Mình để số nhiều cho nên em nghĩ cái template này mới thêm chữ my vô sẽ tốt hơn là cái từ has, từ has, Rồi. từ have á. Ok. Thì nếu như mà thêm cái chữ my này á, thì nó sẽ đỡ, nó sẽ gánh được một chút ngữ pháp cho các bạn. Nhưng mà nhớ rằng ở đây mà nếu như mà các bạn nghe được danh từ, bạn phải biết được, bạn phải biết được là danh từ số nhiều số ít. Thật ra là đối với anh cũng không thể nào anh biết được hết tất cả cái danh từ nào có đếm được hay không đâu. Nhưng mà qua cái quá trình mà rèn luyện thì ví dụ như mình biết là, ví dụ như cái logically, tức là theo logic mình biết là cái cục đá này chắc chắn là có đếm được rồi ha. Còn ví dụ như là ví dụ như là geology là cái ngành học gì đó hay là gì, thì nó sẽ không có. Cái ngành học gì đó thì nó sẽ không có đếm được đó, hay là cái research này nó cũng không có đếm được đó, thì mình biết những cái đó ha. Nếu như mà điền vô số ít ở đây á, thì phải là hoặc là the vô. Nhớ là cái chuyện mà danh từ không có đếm được, cái danh từ đếm được á, nó không có nằm chỏng chơ nó một mình được. Rồi, vậy bây giờ mình xác định luôn là đối với team mình là mình sửa cái chữ my này ha. Thì ở chỗ đây mình để danh từ số nhiều số ít gì cũng kệ, nhưng mà nhớ số ít là phải có cái mạo từ ở trước nha, cái mạo từ an hoặc là the. Ok không? Còn còn lại các bạn bỏ hết những cái danh từ số nhiều cho anh ha, trừ khi mà cái danh từ mà không đếm được thôi. Rồi, vậy hiểu ha. Đó là cái phần summarize spoken text. À, có hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Không ha. Rồi. Đây. Cái template này anh nghĩ là chắc các bạn cũng có rồi đúng không? Anh gửi trong cái nhóm Zalo này ha. Rồi. Rồi ha, đây gửi. Rồi, ok. Vậy bây giờ á, nó cũng đơn giản thôi, không có cái gì phức tạp hết. Save lại. Ok. Rồi, bây giờ á, mình quay lại mình học cái phần read aloud nha. Read aloud. Rồi, bây giờ thì mình lên cái hai cái buổi này thì mình cứ tập trung mình lên trên này ha. Riêng bạn Phi thì cứ thoải mái ha. Cứ nếu như mà cảm thấy đọc không có đủ thời gian á, thì mình cứ đọc cứ bỏ qua cái thời gian đi. Rồi, anh mời Tiến trước nha.
Alo Tiến ơi. Em nghe, em nghe. Rồi, đang Nghe redo bạn. lại cho em ha. Augustus was given the power of absolute monarch, but he presented himself as a preserver of republican traditions. He treated the Senate or state council with great respect and was made consul year after year. He separately reduced the political power of the army, retired in many shows. So Augusta was given the powers. Augusta was the given the powers of an absolute monarch, but he presented himself as the preserver of republican traditions. He treated the Senate or state council with great respect and was made consul year after year. He successfully reduced the political power of the army, retiring many soldiers, but giving them land or money to keep their loyalty. Ok. Lúc đọc nháp á, vẫn còn chưa có được đọc gọi là mới vừa đọc dứt xong là đã thấy là thiếu thời gian nó tới rồi đúng không? Ok. Reduce chứ không phải là redux. Reduce. Ok. Rồi. Thoải mái nè. Anh cho em đọc nháp thêm lần nữa xong sau đó mình đọc lại nha. Đọc nháp lại đi. Augustus was given the powers of an absolute monarch, but he presented himself as the preserver of republican traditions. He treated the Senate or state council with great respect and was made consul year after year. He successfully reduced the political power of the army by retiring many soldiers, by giving them land or money to keep their loyalty. Reduce. Ok, khi đọc nháp á, nhớ cũng nhớ rằng á, đồng ý là có thời gian nó chạy á, nhưng mà hiếm khi mình gặp những cái câu mà nó quá dài để cho mình không có thời gian để mà mình đọc nháp hay này kia đủ. Trong đầu mà mình càng thoải mái thì mình nhớ nhớ là trong đầu mình càng thoải mái thì mình đọc nháp nó sẽ càng nhanh, mình càng thằng thoải mái chứ mình đừng nghĩ là chết cha hết giờ đọc cho lẹ nhưng mà rồi khi mình cứ bắt víu những cái chỗ đó rồi xong rồi cái mắt mình nó cứ chạy kiểu như nhảy cóc chứ không phải nó đi qua hết á. Nên là mình quay là mình đọc mình cũng sẽ mang cái tâm lý là cái tâm lý của cái sự rượt đó ngay từ cái phần mà đọc nháp luôn, thành ra là mình cứ nhảy mình cứ đọc chạy kiểu giống như mình rượt chứ mình không có thoải mái. Rồi bây giờ đọc lại đi. Augustus was the given powers of an absolute monarch, but he presented himself as the preserver of republican traditions. He treated the Senate or state council with great respect and was made consul year after year. He successfully reduced the political power of the army by retiring many soldiers, but giving them land or money to keep their royalty. Ok. Rồi. Ở những cái khoảng ngừng á, mình rút ngắn nó lại một chút xíu ha. Nghe anh đọc nè. Augustus was given the powers of an absolute monarch, but he presented himself as the preserver of republican traditions. He treated the Senate or state council with great respect and was made consul year after year. He successfully reduced the political power of the army by retiring many soldiers, but giving them land or money to keep their loyalty. Right. Thoải mái, bình tĩnh ha. Đọc lại thêm lần nữa. Augustus was the powers of an absolute monarch, but he presented himself as the preserver of republican traditions. He treated the Senate or state council with great respect and was made consul year after year. He successfully reduced the political power of the army by retiring many soldiers, but giving them land or money to keep their loyalty. Ok. Republican tradition là đọc luôn nè. Tại vì sao? Cái này nó là một cụm danh từ. Ha. The preserver of Republican tradition. He treated the Senate or state council with great respect and will make council year after year. He successfully reduced the political power of the army by retiring many soldiers, but giving them land or money to keep their loyalty. Right, ok. Chắc là miệng mồm ngày nay chắc chưa đọc nhiều đúng không? Có đọc nhiều chưa? Dạ chưa.
có vẻ vậy ha, anh nghe có Ừ. vẻ như vậy, tức là đọc á, các cái âm tiết thì nghe nó ra đó, nhưng mà nó chưa có được trôi, chứng tỏ rằng cái cơ miệng nó chưa có được hoạt động, nó trơn tru và nó chưa có được kiểu như là nó được warm up á ha. Khi mà cái miệng mà em cứ để ý ha, ví dụ như là cái miệng mà nó được warm up á, tự nhiên mình đọc các cái âm tiết nó thoát ra đầy đủ, nhưng mà mình chuyển cái âm á, từ cái này qua cái kia nó khá là nhanh, nó khá là mượt, khi mà cái cơ miệng của mình á nó được warm up rồi ha. Anh có cảm giác là cái cơ miệng các ngày nay chắc là chỉ nói tiếng Việt hoặc là chưa có tập đọc hay là gì nhiều trước khi học, nên là cái có vẻ là cái cơ miệng nó còn hơi cứng nha. Từ từ một hai câu sau thì anh tin nó sẽ đọc tốt hơn. Anh mình mời tiếp tới Long Phi nha. Hello Long Phi. Ôi, em bấm nhầm nhà văn ạ. Rồi, ok. The core of the problem, the core of the problem was the immense disparity between the country productive capacity and ability of people to consume right innovation in productive technique during and after. Because the problem was an immense disparity between the country productive corporate không đọc được the right innovation and right opportunity beyond the purchasing capacity of us former and white Anna. Ừ. Căng thẳng quá hay sao vậy em? Sao em thấy căng thẳng? Hả? Căng thẳng quá hả? Ok nè, thoải mái thôi, không có ai làm gì hết. Ở đây học online không mà không có học gần, không có ai làm gì được mình hết đâu. Ok, như thế này nhé, anh đọc nè. The core of the problem was the immense disparity between the country's productive capacity and the ability of people to consume great innovations in productive techniques during and after the war raised the output of an industry beyond the purchasing capacity of US farmers and wage earners. Rõ cái âm tiết chưa? Rồi, bây giờ đọc nháp lại thử đi, đọc nháp lại thần nữa được đi, cho rõ hết các âm tiết xong mình đọc thật. Core of the problem was the immense disparity between the country productive capacity and the ability of the people to consume right innovation in the productive techniques during and after the war rise output of industry pay on the purchasing capacity of US former and white earners. Ừ. Rồi, bây giờ bình tĩnh lại chưa? Em. Thoải mái đọc lại nè. Chậm cũng được ha. The core of the problem was the immense disparity between the country productive capacity and the ability of the people to consume right innovations in the productive technique during and after the war rise the output and industry beyond the purchasing capacity of US farmers and white earners. Ok, rồi vẫn vẫn còn khá là căng thẳng ha. Nghe anh đọc nè, feel được cái độ nhẹ nhàng, mình bình tĩnh thôi. Anh sẽ cố tình anh đọc chậm hơn cái tốc độ bình thường anh đọc để cho em nghe ha, để em có thể em follow. The cause of the problem was the immense disparity between the country productive capacity and the ability of people to consume
Great innovations in productive techniques during and after the wars raised the outputs of industry beyond the purchasing capacity of US farmers and wage earners. Right. Mình tính đọc lại lần nữa nha. Yeah, em đọc nha. The core of the problems was the immense disparity between the country's productive capacity and the ability of people to consume. Right innovation of productive techniques during the after the world rise and the output of industry pageant, the purchasing capacity of US farmer and white earners. Beyond. 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 Yeah, beyond. Ok, cái bên này là immense. Immense. À, ok, right. Cái bình Rồi. tĩnh đọc thôi ha. Cái khúc đầu đọc khá là ổn, khúc sau cái bắt đầu là mình bị hụt hơi với lại là cái phản xạ từ bắt đầu nó bị lệch á ha. Rồi. Anh đọc thêm lần nữa nè. The cause of the problem was the immense disparity between the country's productive capacity and the ability of people to consume. Great innovations in productive techniques during and after the war raised the outputs of industry beyond the purchasing capacity of US farmers and wage earners. Đọc lại lần nữa nha. The core of the problems was the immense disparity. Em đọc lại lần nữa. The core of the problem was the immense disparity between the country's productive capacity and ability of the people to consume. Right innovation in productive techniques during the after the world rise, the output industry beyond the purchasing capacity of US farmer and white earners. Okay. Right. Mình đọc nè. Great innovation in productive techniques during and after the war. Ha. Đó là một cụm. Nè. During and after the war. Xong sau đó nó làm gì nè? Raise the output of industry beyond the purchasing capacity of US farmers and wage earners. Đó. Là hai. Rồi cái chữ này mình đọc là disparity. Disparity. So em nhớ mình cứ đọc cho chị sai ta. Disparity. Yeah. Disparity nè. Đó. Đây nè. Yeah. Disparity. Disparity. Đó. Disparity. Đó. Disparity. Ok. Nè mình đọc nè. The cause of the problem was the immense. Nè. Problem. Muốn thì em ngừng cũng được nè. Rồi xong sau đó nè. Was the immense disparity. Nè. Between the country productive capacity. Là hai cụm nè. And the ability of people to consume. Là ba cụm nè. Great innovation in productive techniques during and after the war. Bốn nè. Raise the output of industry beyond the purchasing capacity of US farmer nè. And wage earners. Đó. Đọc lại lần nữa nha. Yeah. The core of the problem was the immense disparity between the country's productive capacity and the ability of the people to consume. Right innovation in the productive techniques during the after the war, right, the output industry by young, the purchasing capacity of US farmers and white earners. Ok, khá hơn rồi đó. Ok, tiếp nha. Anh mời Cường nha. Cường đọc được không? Dạ vâng ạ. Ok. Once most animals reach adulthood, they stop growing and contract. Even plants that are thousands of years old continue to grow new needles as new wood and produce cones and new flower almost if parts of their bodies remain this forever young. The secret of plants grow these regions, the tissues that can produce gel and gelatinous tissues. Once most animals reach adulthood, they stop growing and contract even plants that have thousands of years or continue to grow new needles. As the new woods and produce cones and new flower, almost as if the a part of their bodies remained is forever young, the secrets of plant growth are regions and tissues that can produce cell
at least develop into specialized tissues. Okay. Remain chứ không có remain địch. Remained. Remain specialized chứ không phải là specialized là gì ở đây ha nè. Em vẫn cứ kiểu cái chữ mấy đi cái này đuôi á, này, mấy cái nó là đuôi đi này. âm gió thôi, nó cái ý đi này nó là âm gió thôi ha, chỉ có tịch với địch mới đọc ra thôi. Dạ. Được vậy ha. Rồi cái chữ này nè, Needles. needle à, anh Needle. thấy Oh, à, anh needle. thấy em đọc tới cái chỗ này cái em có vẻ em biết em đọc sai hay là em không biết đọc nên là nó vướng víu gì cái chỗ này á, Needles. nó dẫn tới là cả đám sau này nó cứ bị cái gì đó nó vướng víu, trong khi cái đầu nó cứ còn vướng ở trên này nè, cái đầu nó còn Needle. vướng cái chữ này ha, needle thôi chứ đâu có gì đâu nè, knee nè, DLE này giống như table, table sẽ BLE này bồ, thì cái này là đồ, needle Có ha. anh ơi, có một cái em thấy là khi mà kiểu kiểu mà mình mà đọc to lên ấy, đọc thoải mái ấy, nó dễ đọc hơn. Còn còn bây giờ thì kiểu kiểu em ở trong phòng ấy cũng hơi kiểu dạ, cho nên là đọc vẫn hơi khựng khựng, Thứ nhất là không em không ở thoải trong mái. phòng là các bạn sẽ, em sợ ồn các bạn hay sao? Dạ vâng, hiểu đấy. Ok. Kiểu Ok kiểu thì đấy đấy thì cũng em thấy tâm lý kiểu đấy anh ạ, như kiểu là đi à. thi cũng nếu mà trong phòng mà bắt đầu nó đọc lên một phát mà nhiều người cùng đọc là bắt đầu mình cũng hoảng ấy. Có cái tâm lý cũng rất là em thấy cũng, cũng... Thật ra là cái tâm lý ở trong phòng thi á nó là một chuyện, nhưng mà cái tâm lý của em hiện giờ á không biết là em mở loa to hay là em mở cái loa em gắn ở trong tay em nghe. Em đang mở loa ngoài. Em mở loa ngoài hả? Ok. Dạ. Rồi, tức là các bạn cũng nghe anh nói luôn á đúng không? Có. Ok. Rồi, thì cái tâm lý của mình á, thứ nhất là mình đọc á, thứ nhất á là mình có một cái cảm giác, tức là mình đọc cho một cái người ở từ xa nghe, và thứ hai anh có một cái cảm giác mà anh đoán thôi nha. Khi mà mình Dạ. đọc ở trong phòng hay này kia gì đó, cái cảm giác của mình là mình sợ các bạn khác ở trong phòng cũng đang nghe và sẽ thấy là mình đọc dở, đọc đúng hay là đọc sai gì đó. Tức là cái tâm Sợ lý làm của phiền mình thôi, dạ, kiểu đấy, đúng rồi ha. Anh nghĩ là ấy thì nói chung là cái phần phát âm của em á nó không có đến nỗi hay là gì hết, nó khá là tốt và cái voice dạ của em vâng. á, cái vọng của em đọc nó rất là bắt mic, nó rất là ấm, nó rất là bắt mic ha. Nhưng mà Dạ vâng. cái độ cấp của mình á, mình cần luyện tập một chút xíu, bởi vì sao, cái phản xạ từ của mình nó khá là yếu. Dạ vâng, đúng rồi. Mình luyện tập nhiều chút, mà luyện tập nhiều chút đó để cái phản xạ từ mình nó nhanh lên á, thì mình nhìn nó Dạ mình đọc vâng. nó dễ đó. Dạ Ok vâng. rồi, bây giờ thoải mái nè ha, cho đọc lại lần Dạ. nữa, có thể đọc nhỏ cũng được không sao Dạ hết, anh nghe được thôi, không có gì hết ha. vâng, dạ vâng. Most animals reach adulthood, they stop growing and contract. Even plants that are thousands of years old continue to grow new needles, as new words and produce corn and new flower, almost as if part of their bodies remain forever young. The secrets of plant growth are rich in tissues that can produce cells that later develop into specialized tissues. Ok, vẫn còn hơi chậm ha. Once most animals reach adulthood, they stop growing. Autumns. In contrast, even plants that are thousands of years old continue to grow new needles, add new woods, and produce corns and new flowers, almost as if each part of their bodies remain forever young. The secret of plants' growth are regions of tissue that can produce cells that later develop into specialized tissues. Thoải mái đọc lại lần nữa nè Not even nha. plan that sort Bây giờ này mình nhìn nè, mình coi nè. Once most animals reach adulthood, một cụm, autos they stop growing. grow Ok. In impressed contrast, even plant plants that are thousands of years old thousands of years old years old continue to grow to new grow needles new needle as new woods and and new produce words and corns and produce new corn and new flowers. flower. Ok, Almost ủa chỗ as này if có nè. Chỗ này khó nè. Almost as if parts of the bodies remain forever the young. body of Ok. The secret of plants grow. yeah.
Rồi, Đúng. có nếu như muốn á thì có thể đọc tới đây thôi, còn không nè. The secrets of plants grows a region of tissues. Đó. The dust can produce cells that later develop into specialized tissues. Specialized tissues. Dạ Rồi. rồi, ok. Ok, mình đến đọc lại ha. Một, Wow. Hai, ba. Once most animals reach adulthood, they stop growing and contract even plants that are thousands of years old continue to grow new needles as new goods, as and new corn and new flower, also as if parts of their body remain forever young. The secrets of plant growth are regions and tissues that can produce cells that later develop into special tissues. Ừ, khá là ổn hơn nãy ha. And Yeah. produce corns and new flower. Almost as if parts of their bodies remain forever young. The secrets of plants grow a region of tissue that can produce cells that later develop into specialized tissues. Ok, thảo má đọc lại thêm lần nữa ha. Dạ vâng. Once the most animal reach adulthood, they stop growing and contract even plants that a thousand of years old continue to grow new needles as new goods and produce corn and new flower, almost as if a part of their body remain forever young. The secret of plant growth are regions of tissues that can produce cells that later develop into specialized tissues. Ừ, khá là ổn ha. Nhớ chỗ này ngừng chút xíu nè ha. Yeah. They stop growing in contract. Thế sao tiếp theo sao? Thế này. One more animals reach adulthood, they stop growing. In contrast, even plants that are thousands of years old continue to grow new needles, add new woods, and produce corns and new flowers, almost as if parts of their bodies remain forever young. The secret of plants grow a region of tissue that can produce cells that later develop into specialized tissues. Đọc một vài lần á, bắt đầu sao mình quen với các âm tiết á, mình đọc nó nghe nó ổn hơn. Cái vấn đề của em á, anh nghĩ là chỉ có thiếu một chút xíu, tức là mình luyện tập nhiều, đó là cái phản xạ từ mình nó tốt lên á, cái lượng Dạ từ vâng. mà mình nhìn mình biết đọc ngay á, biết đọc liền, biết đọc nhanh á, nó Dạ tăng lên thì mình đọc nó sẽ rất là ổn. Ok, vâng. anh mời Tiến nha. Dạ. Eponous or incentive pay scheme works so well for senior executive and banker. Why do anyone not get them? After all, money trusts involve making important decisions or taking risk. Is there anything about corporate decision and financial risk that made this category of work special in terms of how they need incentive? If bonus or incentive pay schemes work so well for senior executives and bankers, why do everyone not get them? After all, many jobs involve making important decisions or taking risks. Is there any about corporate decision and financial risk that makes the category of work special in terms of how they need to be incentive and rewarded? Ok. Nghe, nghe 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 nó vẫn còn nói chung là nó rời rạc. Nó rời rạc chứ nó chưa có kết nối. Rồi, anh đọc chậm nè. If bonus or incentive pay schemes work so well for senior executives and bankers, why do everyone not get them? After all, many jobs involve making important decisions or taking risks. Is there anything about corporate decision and financial risk that makes these categories of work special in terms of how they need to be incentivized and rewarded? Right. Okay, nè. Cái chỗ này nó hơi khó nè. Is there anything about corporate decision and financial risk nè? Xong sau đó nè. That make these categories of work special in terms of how they need to be incentivized and rewarded. Yeah. Yep. Right. Bình tĩnh ha. Đọc lại. Yep. If bonus or incentive pay scheme works so well for senior executives and bankers, why does everyone not get them? After all, money jobs involve making important decisions or taking risks. Is there anything about corporate decision and financial risk
that makes the category of work special in terms of how they need to be incentivized and regarded. Rewarded. Rewarded, yeah. Không phải là regard, ha? Regard là nó khác. Ok, rồi. Ngắt nghỉ đúng rồi đó. Bây giờ thoải mái nè, thả lỏng người ra. Bây giờ nghĩ á, là mình không có bị kiểu giống như là ai ép chạy, ai ép đi hay là ai ép gì nữa. Mình thông dong, mình dạo chơi trong mấy câu chữ của mình nè. If bonus or incentive pay schemes work so well for senior executives and bankers, why does everyone not get them? After all, many jobs involve making important decisions or taking risks. Is there anything about corporate decision and financial risk that makes this category of work special in terms of how they need to be incentivized and rewarded? Yeah. Right. Nhớ nha, đọc để thể hiện thoải mái là câu chữ, mình dạo chơi trong cái câu chữ của mình. Đọc lại lần nữa. Yeah. If bonus or incentive scheme works so well for senior executives and bankers, why does everyone not get them? After all, money jobs involve making important decisions or taking risks. Is there anything about corporate decision and financial risk that makes the category of work special in terms of how they need to be incentivized and rewarded? Rewarded. Rewarded. Yeah. Okay. Right. Khá là ổn rồi đó ha. Tiếp nha. Anh mời Long Phi nha. Dạ vâng ạ. The unisecond flow of vanilla is second only chocolate in popularity on the world. Palace is also the second most expensive spice after saffron, but highlight labor intensive cultivation matter and the plant temporary matter life cycle and propagation methodation and the global cycle in struggling to keep up with the increasing demand for the product. Không biết quá. Nhiều từ không biết quá đúng không? Anh đọc nè. The uniquely, uniquely. U này một âm nè, N I W E này là một âm luôn nè, chứ chữ E cuối này là âm câm ha. N này nè, nick ha, uniquely ha. Đó mình đọc. Uniquely. Đó. The uniquely scented flavor of vanilla is second only to chocolate in popularity. Popularity on the world's palate. It's also the second most expensive spice after saffron. But highly labor intensive cultivation methods and the plant's temperamental life cycle and propagation. Yeah. Propagations mean productions on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. Rồi em đọc chậm rãi ra đi ha, để quen hết các cái âm tiết. The unisented flavor of vanilla is second only to chocolate in popularity on the world's palate. It's also the second most expensive spice after saffron. First kind labor intensive cultivation method and the plant temperamental life cycle and propagation and production on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. Right.
Bây giờ anh đọc chậm qua nè ha, nghe anh đọc chậm qua nè. Câu này nó khá là khó bởi vì từ từ Dạ. nhiều âm tiết nó rất là nhiều ha. Anh đọc chậm qua nè. The uniquely scented flavor of vanilla is second only to chocolate in popularity on the world's palate. It's also the second most expensive spice after saffron. But highly labor-intensive cultivation methods and the plant's temperamental life cycle and propagations mean production, sorry, and propagation means production on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. Câu này nó hơi khó chia nè. But highly labor-intensive cultivation methods and the plant temperamental life cycle and propagation nè. Rồi, mean production on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. Ừ. Rồi, em đọc lại thử nha. The uniquely tasting flavor and vanilla is second only chocolate in popularity on the world by palate. It's also the second most expensive spice after saffron. But high labor intensive cultivation method and the plant temperamental life cycle and propagation and production on the global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. Ok, đã đỡ hơn chút xíu Yeah. ha. Rồi, anh đọc qua thêm lại lần nữa nè. The uniquely scented flavor of vanilla is second only to chocolate in popularity on the world's palate. It's also the second most expensive spice after saffron. But highly labor-intensive cultivation methods and the plant's temperamental life cycle and propagation mean production on a global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. Right. Đọc lại thêm lần nữa nha. Yeah. The uniquely scented flavor and Đúng rồi, vanilla đó. vanilla the uniquely scented flavor and vanilla is second only to chocolate in popularity on the world's palate. It's also the second most expensive spice after saffron. But high labor intensive cultivation method and the plant temperamental life cycle and propagation and production on the global scale is struggling to keep up with the increasing demand for the product. Ok, right. Nhớ về tập luyện lại thêm câu này ha. Câu này là một cái câu nó rất là khó và nó khiến cho cái miệng của mình á, nó phải mở ra để nó hoạt động trên rất là nhiều các cái âm tiết, đặc biệt là cái khúc này nè. Labor intensive cultivation nè, lên tới cái khúc cả cái câu. Cái câu này nó rất là khó luôn ha. Nên là em luyện tập thêm nha. Dạ, yeah. Ok. Just... Rồi. Anh mời Cường nha. In most animals, the brain is located in the head, protected by the skull, and closed primary sensory apparatus of vision, hearing, taste, and olfaction. In humans, it is also an organs of thought. Whilst on the vertebrates have the brain invertebrates. In most animals, the brain is located in the head, protected by the skull and clothed primary sensory apparatus of vision, hearing, taste, and olfaction. In humans, it is the organs of thought. Whilst all the vertebrates have a brain, invertebrates have either a centralized brain or a collection of individual ganglia. Đó ha, toàn những từ mới thôi, toàn những cái từ mà thế anh cũng không biết luôn. Cái từ này mình đọc là Skull. skull, skull chứ không phải là Skull. school.
School mình nhìn tưởng đọc là rồi nhưng mà cái từ này đọc là skull. 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 Skull ha. À, sướng này. Yeah. Skull. Câu này là cái gì biết Skull. không? Yeah, cái xương cái xương giống như kiểu là cái hộp sọ Tiếng Việt á. không không biết cái từ này tiếng Việt hả? Cái đầu lâu rồi. Chưa. Cái đầu lâu. Skull. Hộp Cái đầu sọ đấy anh. lâu. À, Đấy, hộp em đúng. sọ là cái đầu thì tiếng Việt mình gọi là cái đầu lâu á. The skull ha, and clothes Đầu lâu. buried. Ừ. Skull. Đừng có school ha, skull ha, skull. Anh cũng biết cái từ này nhờ Skull. con anh nó chỉ đấy chứ không phải anh tài giỏi gì đâu. Con anh nó chỉ anh này cái từ này mình không có đọc là school mà đọc là skull. Skull. Yeah. Inhuman cái từ này nè. Thought. 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 Thought ha. Ok. Thought. Thought ha. Skull. Thought. Cái từ này mình đọc là Vertebrace. Vertebrae. 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 Ha. Vertebrae. Vertebrae has a brain, have a brain. Invertebrates have Invertebrates. either. Either. Either hay là either thì tùy ha. Either Either. either either. 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 Anh Either. Mỹ anh thôi Either. đều được Either. ha. Yeah. Either either cũng được ha. Either. Invertebrates Either. have either a centralized brain or collections of individual. Cái từ này đọc cũng khó này. Ganglia. 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 Gangnam Ganglia. Style. Ganglia. Ok. Mình đọc chậm rãi qua trước ha. Vertebrates. In most animals, the brain is Brains. located in the head, protected by the skulls and close to the primary sensory apparatus of vision, hearing, taste, and olfaction. In human, it is an organ of thought, while all vertebrates have a brain. Invertebrates have either a centralized brain or collections of individual Individual ganglia. ganglia. Right, ok. In most animal, the brain Cứ dành thời located gian đọc đi ha, dành thời gian đọc nháp lại đi. Cái từ này, cái câu in này nó the khó. head, protected by the skull. Skull has closed the primary sensory apparatus of vision, hearing, taste, and olfaction. Human is an organ of thought. While all vertebrates have a brain, invertebrates have either a centralized brain and collections of individual ganglia. Em đọc nha. In most animals, the brain is located in the head, protected by the skulls and close to the primary sensory apparatus of vision, hearing, taste, and volition. In human, it is an organ of thought. While all vertebrates have a brain, invertebrates have either a centralized brain or a collection of individual ganglia. À, Bấm nhiều. Yeah. đúng rồi, bắp nhiều ha. In most animals, the brain is located in the head, protected by the skull and close to the primary sensory apparatus of vision, hearing, taste, and olfaction. In human, it is an organ of thought. While all vertebrates have a brain, invertebrates have either a centralized brain or a collection of individual ganglia. Yeah. Rồi, thoải mái ha. Mình cứ nhớ nhớ là sao Yeah. thả lỏng người ra, không có gồng hay là gì hết ha, thoải mái. Em cũng đừng quá đặt nặng những cái ending sound nó quá đáng, ví dụ như là located nè, protected nè thì ok, chứ còn cũng không có phải là mình đặt nặng quá những cái ending sound hay là này kia gì đó. Mình thoải mái thả lỏng ra để mình đọc, để mình chơi chơi cho mấy câu chữ của mình vậy nha. Vâng. In most animals, the brain are located in the head, protected by the skull and close to the primary sensory apparatus of vision, hearing, taste, and olfaction. In human, it is an organ of thought. While all vertebrates have a brain, intervertebrates have either a centralized brain or a collection of individual ganglia. Ok. Ngừng nghỉ nó hơi sai chỗ chút xíu. Ví dụ như là why all vertebrates had a brain. Brain, Nghỉ chỗ này nè. Nghỉ chỗ này nè ha. Chứ yeah. còn tại vì em đọc là
Invertebrates này, invertebrates có lẽ là cái từ này làm khó em, thành ra là em đọc xong từ này em ngừng. So have a brain. Why all vertebrates have a brain? Invertebrates have either a centralized brain or collections of individual ganglia. Là lần nữa ha, bắt đầu thấy nó ổn hơn rồi đó. Câu này khó đó, những cái từ mà cá nhân anh cũng không biết là cái từ gì luôn á, nhưng mà anh chỉ biết đọc nãy thôi chứ anh cũng không biết là từ gì luôn. Dạ vâng. In most animals, the brain is located in the head, protected by the skull and close to the primary sensory apparatus of vision, hearing, taste and olfaction. In humans, it's the organs of thought. While all the vertebrates have a brain, invertebrates have either a centralized brain or collection of individual ganglia. Okay. Right. Anh mời lại Tiến nha. Yeah. Câu này thấy khó không? Tiến thấy cũng khó luôn đúng không? Dạ, có mấy từ khó quá. Ừ, đúng rồi. Food is one of the most important things you will ever buy. And guess most people never bother to think about their food and where it comes from. People spend a lot of time worrying about what kind of clothes to wear, what kind of video games to play, what kind of computers to buy. Would people spend a lot of time worrying about that, worrying about what kind of position? Food is one of the most important things. Food is one of the most important things you all buy. And yes, most people never bother thinking about their food and where it comes from. People spend a lot of time worrying about what kind of clothes to wear, what kind of video game to play, what kind of computers to buy. Okay. Right. Bình tĩnh đi. Food is one of the most important things you've ever buy. Ever buy. Kẹt quá thì coi như cái chữ này mà đọc you không cũng được. Đừng có phải lo lắng với lại cái double L này sau cái chữ will thôi. Nó viết tắt thôi. You've ever buy. You. You ever buy. Okay. Yeah. And yes, most people never bother to think about their food and where it's come from. People spend a lot of time worrying about what kind of blue jeans to wear, what kind of video games to play, what kind of computer to buy. Yeah. Right. Yeah. Mình đã đọc lại nha. Yeah. Food is one of the most important things you could ever buy. And yes, most people never bother think about their food and where it comes from. People spend a lot of time worrying about what kind of clothing to buy, what kind of video games to play, what kind of computers to buy. Ok, thoải mái này. Những cái chỗ mà mình ngắt ra để mình nghĩ á, ha, mình xích nó lại gần một chút xíu, mình ngừng nó ngắn lại một chút xíu. Food is one of the most important things you ever buy. And yes, most people never bother to think about their food and where it comes from. People spend a lot of time worrying about what kind of blue jeans to wear, what kind of video games to play, what kind of computers to buy. Yeah. Lại lần nữa nha. Một, hai, ba. Food is one of the most important things you ever buy. And yes, most people never bother thinking about their food and where it comes from. People spend a lot of time worrying about what kind of clothes to wear, what kind of video game to play, what kind of computers to buy. Ok, nghe rất là ổn ha. Ok, chào bạn Uyên, mới vào ha. Ngày nay bạn bận hả bạn? Dạ em chào anh. Dạ không, tại vì em miệng với răng mà hết lục rồi mà ở chỗ em là bị cúp điện anh thế. Dạ. Ok, vậy rồi bây giờ bạn học được chưa? Bạn học được không? Dạ được đó, giờ mới đòi điện bạn vô học đấy. Ok, ok, dạ. Right. Vậy thì mời bạn nha. Mời bạn đọc nha. Được không? Dạ được anh đợi em xin. Ok. Dạ đó. This book is no ordinary book and should not be read through from beginning to end. It contains many different adventures, and the paths you take will depend on the choices you make along the way. The success, a failure of your decision,
will depend on decision you make. So think carefully before choosing. À, như cái điểm đọc rồi anh ạ, tại vì nãy anh thấy À, cái đúng red. rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, cái khúc này là như mấy bạn đọc hết rồi, để anh đổi với cái khúc khác. Ok. Đây. Increasing vigilance has side effects. Đã thì toàn từ mới. Bạn cứ ignore cái thời gian đi, bạn cứ đọc qua để bạn thấy khi nào xong xuôi để bạn đọc. Calculation is that this is one kind of trade-off. In the part you need to resist some kind of pathogen and the trade-off to sacrifice. You have to make it inquiry responsive responsiveness to non-pathogenic allergen. So next time you get that springtime sniff, please. Ancestor, the one with the happy brow, right, rich. Rồi nè, cái chữ này mình đọc là pathogen. Các bạn nên nhớ một cái nguyên tắc á, Pathogen. cái nguyên tắc mà cái chữ Pathogen. henchman này nó nằm ở trong á, là thường nó sẽ là âm câm. Giống như cái chữ machine nhé, machine nhé, ha, mình không đọc là machine mà mình đọc là machine, tức là nó gần như cái chữ hash nó nằm ở trong âm, là âm câm, mình đọc là pathogen. Ha. Rồi, cái chữ mà le này là for ha, o table nhớ không? Le này o bồ bồ. Able nhớ không? Thì cái này mình đọc là Sniffle. đúng rồi, sniffle ha, Đúng anh ạ, sniffle. sniffle. Đúng rồi, sniffle ha, nhớ le, nhớ ngay cái tới cái chữ mà table này, able này ha. Rồi, đó, ha, mình đọc là sniffle ha. Đó, có vài chữ bạn đọc sai đó ha. Rồi, cái chữ này là pathogen chỉ rồi ha, sacrifice chứ không phải là sacrifice ha. Fies. Twice nè, nhớ nè, F I nè, E này là cuối là âm câm, sacrifice, đó, kiểu vậy, ha, C nó là âm nè, vậy thôi, sacrifice, đó, ok, right, rồi, thoải mái chưa, đọc được chưa? Dạ rồi. Problem is that increase in mood valgance had a side effect. Allergies. Our speculation is that it's some kind of trade-off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off as sacrifice you have to make is increase responsiveness to something. So next time, some of you get the springtime sniffles. Blends your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Ok, căng thẳng ha. Ok. Nghe anh đọc nè, để feel được cái sự thoải mái nè. The problem is that increase in milk vigilant had a side effect allergies. Our speculation is that this is some kind of trade off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade off or sacrifice you have to make is increase responsiveness to non-pathogenic allergens. So next time some of you get the springtime sniffle, blame your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Mình đọc nè. The problem is that increased immune vigilance had a side effect, allergies. Our speculation is that this is some kind of trade-off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off or sacrifice you have to make is increased responsiveness to non-pathogenic allergens. So next time some of you get the springtime sniffle, blame your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Lại lần nữa nha. The problem is that increase in milk vigilance has the side effect allergies. Our speculation is that this is some kind of a trade-off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off or sacrifice you have to make it increase responsiveness to non-pathogenic allergens. So next time some of you get the springtime sniffles, blame your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Căng thẳng quá. Thoải mái ra, thả lỏng người ra.
thả lỏng ra, đừng có quá căng thẳng mà cuốn như vậy ha. Thoải mái ra, thả lỏng ra, tập thoải mái là lần nữa nha. Cái này mà anh bấm giờ là em chạy là không kịp thở luôn á, nãy là anh chưa bấm giờ á. Đọc lại lần nữa đi, thoải mái đọc, thoải mái ra, thả lỏng người ra đọc. Dạ rồi. The problem is that increase in male vigilance had the side effect allergies. Chào đọc lại. Ok. The problem is that increase in male vigilance had the side effect allergies. Our speculation is that this is some kind of trade-off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off are sacrifice you have to make is increase responsiveness to non-pathogenic allergens. So next time summer you get the springtime sniffles, blame your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Ừ. Chưa ổn ha, câu này nó có vẻ nó hơi khó so với mình. Ok, nghe đọc lại nè. The problem is that increased immune vigilance had a side effect, allergies. Our speculation is that this is some kind of trade-off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off or sacrifice you have to make is increased responsiveness to non-pathogenic allergens. So, next time some of you get the springtime sniffles, blame your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Cho em đọc lại anh đi. Ok, được ha. Có muốn bấm Dạ. giờ thử không? Muốn bấm giờ thử không? Ừ, dạ muốn. Muốn ha, ok. Rồi thoải mái ha, cái bấm giờ kệ nó nha. Một, hai. The problem is that increase in male vigilance has those side effect allergies. Our speculation is that this is some kind of trade-off. In the price you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off or sacrifice you have to make it increase responsiveness to non-pathogenic allergens. So next time summer you get the springtime sniffles, blame your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Ok. Cả câu này đọc được có cái khúc nào là nghe thoải mái nè. Ông cháu nợ lắm cậu tôi mời. Là không có từ mới đúng không? Câu Dạ câu đúng. nói là nó không có từ mới nên là đọc nó nghe thoải mái, còn cái khúc này là toàn là thấy giống như là gượng gạo với lại là kiểu ai ép chạy á, ai ép ai á, không có thoải mái. Ok, em đọc với cảm giác là em đọc nhanh không? Dạ có. Có hả? 28 giây đúng không? Em muốn nghe em đọc thử coi thử bao nhiêu giây không? Dạ có anh. Ha. Okay. The problem is that increased immune vigilance had a side effect, allergies. Our speculation is that this is some kind of trade-off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off or sacrifice you have to make is increased responsiveness to non-pathogenic allergens. So, next time some of you get the springtime sniffles, blame your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Thấy thoải mái không? Dạ có. Ngắn em 2 giây thấy không? Đúng không? Dạ đúng. À ok. Cái tâm lý mình thả lỏng, thoải mái người ra, đồng ý là đúng là ở trong này nó có một vài từ mình khó đọc ha. Thì nãy giờ mình đọc đi đọc lại mình đã quen rồi ha. Thì cái vấn đề đó thành ra là cái phản xạ từ á, cái việc mà đọc mà thoải mái hay này nó đến từ cái việc phản xạ từ. Mình phải luyện nhiều và mình nhìn các cái chữ để mình biết được rằng các cái chữ này nó đi qua não mình và nó phải là biết đọc rồi thì mình mới thoải mái mình đọc được. Giống như cái này nè, em xác định trong đầu em luôn là cái câu này nó không có cái từ mới với em, nên em đọc á, nghe nghe cái tâm lý và cái cảm xúc nó rất là thoải mái trong câu này, nó buông hỏng là nó thoải mái. Còn cái khúc dưới này á là ngay chỗ này là khựng này, Pathogen. ngay chỗ này là khựng này ha. Cái Sacrifice. xong bắt đầu là cái chỗ này mình là and the trade-off of sacrifice you have to make nè. Đáng ra là cái khúc này là một cụm này nhưng mà nó tới is increase nè, đó bắt đầu nó khựng chỗ này nè, đúng không? Dạ Rồi đúng. đó, bây giờ thoải mái ra ha, thoải mái ra, thả lỏng người ra, anh đọc mẫu qua là một lần nữa nè, chậm rãi nè. The problem is that increased immune vigilance had a side effect, allergies. Our speculation is that this is some kind of trade-off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off or sacrifice you have to make is increased responsiveness to non-pathogenic allergens.
So next time some of you get the springtime sniffles, blame your distant ancestor, the one with the heavy broad ridge. Nghe thoải mái không? Nhẹ nhàng đúng không? Chậm rãi. Right. Bây giờ thả lỏng người ra. Đọc lại lần nữa nha. 1, 2, 3. The problem is that increase in male vigilance has the side effect allergies. Our speculation is that this is some kind of a trade-off. In the price, you need it to resist some kind of pathogen. And the trade-off and sacrifice you have to make is increase responsiveness to non-pathogenic allergens. So next time, some of you get the springtime sniffles. Cleanse your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Cái câu này á, mình đọc nó không ổn là bởi vì mình ngắt nó sai nè. And the trade-off or sacrifice you have to make, một cầm, is increase responsiveness to non-pathogenic allergens. Đó, như vậy nó mới đúng. À, nè. In the past, you needed to resist some kind of pathogen. And the trade-off or sacrifice you have to make. Nè, cái chuyện mà trade-off tức là một cái sự đánh đổi hoặc là cái sự hy sinh mà mình phải làm là cái gì? Là increase responsiveness to non-pathogenic allergens. Đó. Như vậy thì mình ngắt ra nhiều. And the trade-off or sacrifice you have to make is increase responsiveness to non-pathogenic allergens. Đó. Vậy mới đúng. Ha. Right. Dạ, okay. Cho em đọc lại này. À, vẫn còn cây cú hả? Ok. Rồi cho đọc lại một lần nữa thôi nha. Dạ rồi. 1, 2, 3. The problem is that increase in male vigilance has the side effect allergies. Our speculation is that this is some kind of a trade-off. In the past, you needed to resist some kind of pathogen, and the trade-off and sacrifice you have to make is increase responsiveness to non-pathogenic allergens. So next time summer, you get the springtime sniffles. Claim your distant ancestor, the one with the heavy brow ridge. Okay. Khá là ổn hơn rồi đó ha. Tiếp nha, anh mời Long Phi nha. Dạ, dạ. Research has suggested that micropine, it's important for human. Mấy cái này đọc rồi đúng không ta? Mấy cái này đọc rồi. Để anh đổ qua. Ok. Câu này thì Long Phi khó quá. Ok. Right. Any structure must decide purpose on order and a structure for a push in keeping with the freeless nature of the world. There are strong current and right horizon in the book. It's quick interaction developing understand of research, theory and practice as the story continue of unfold. Anywhere must decide open and order and a structure for the book. In keeping with the freeless nature of the work, there are strong cultures and returns in book, with each interaction development understanding of research, theories and practice at the store content or to unfold. Yeah. Any writer must decide upon an order and a structure for a book in keeping with the reflexive nature of the work. There are strong currents of reiteration in the book, with it iteration developing understandings of research, theory and practice as the stories continue to unfold. Any writer must decide upon an order and a structure for whose in keeping with the relative nature of the world. There are strong cultures and reiteration in the book,
With it, it horizon developing understanding of research, theory and practice as the story continue to unfold. As the story continues to unfold. Hình như em đọc nháp, em đọc hay hơn là khi em đọc thật á. Dạ đúng anh, từ nãy em đọc nháp không á. Em đọc thiệt là không được. Ok, rồi giờ nghĩ cứ đọc nháp đi. Cứ nghĩ là đọc nháp đi thì nó sẽ hay. Dạ, em đọc nhé. Any writer must decide upon on under an instruction for book in keeping with the relative nature of the world. There are strong curtain and reiteration in the book, with each iteration developing an understanding of research, theory and practice as the story continues to unfold. Ok. Mỗi lần mà nó đọc thiệt là nó sẽ giảm cái độ hay nó xuống chút xíu ha. À, bởi vì kêu là đọc thiệt á, cái là giống như tự mình tạo cho mình một cái tâm lý, tức là lần này phải phải làm cho nó hay, phải làm cho nó hay, nhưng mà thật ra mỗi lần cái tâm lý nó đè nặng thành ra là làm nó dở. Còn cái lúc mà thoải mái thả lỏng ra, kêu là thôi kệ làm sao cũng được thì nó lại hay. Vậy ha. Ok, rồi. Anh đọc nè. Any writer must decide upon an order and a structure for a book in keeping with the reflexive nature of the work. There are strong currents of reiteration in the books, with each iteration developing understandings of research, theory, and practice as the story continues to unfold. Yeah. Đọc lại lần nữa nha. Yeah. Em đọc nha. Any writer must decide upon an order and a structure for a book in keeping with the relative nature of the work. There are strong curtain and reiteration in the book, with each iteration developing understanding of research, theory and practice as the story continue on unfold. Ok, câu đầu đọc rất là hay luôn. Bởi vì sao? Mình chia cái cụm nó rất là chuẩn luôn, nên là đọc nó rất là tốt ha. Xuống bắt đầu tới cái chỗ này nè, cũng ổn nè. Nhưng mà cái chỗ này, developing understanding of research, theory and practice as the story continue to unfold. Anh đọc nè. There are strong currents of reiteration in the book. Một cụm. With its iteration, developing understandings of research. Developing understanding of research. Hai. Theory and practice as the story continues to unfold. Right, bình tĩnh ha. Ở trên đọc rất ổn rồi. Bây giờ chỉ còn chút xíu nữa ở dưới thôi. Bình tĩnh thoải mái đọc lại ha. Coi như là đọc nháp đi. Ha. Any writer must decide upon an order and a structure for booking. Đọc lại nha. Any writer must decide upon an order and a structure for booking keeping with the relative nature of the work. There are strong pattern and reiteration in the book, with each iteration develop my understanding of research, theory and practice as the story continue to unfold. Mỗi lần mà nó đọc thiệt lúc nào cũng vậy hết trơn, bị căng thẳng quá ha. Thoải mái đọc thôi. Giảm cái volume xuống một chút xíu ha, cái hơi nó thoát ra mạnh quá nó cũng làm cho mình kiểu như bị căng thẳng theo á. Any writer must decide upon an order and a structure for a book in keeping with the reflexive nature of the work. There are strong currents of reiteration in the book, with its iteration developing understandings of research, theory and practice as the story continues to unfold. Đang nữa nha. Yeah, yeah, em đọc nha. Any writer must decide upon and on. Any writer must decide upon. Any writer must decide upon an order and structure for a book in keeping with the relative nature. Em đọc lại lần nữa. Sao mà kỳ quá. Any writer must decide upon under. Any writer must decide upon an order and a structure for books in keeping with the relative nature of the work. There are strong curtains on reiteration in the book, with each iteration developing understanding of research, theory and practice as the story continue to unfold. Không sao ha, thoải mái, bình tĩnh thôi.
tập nhiều thì nó sẽ quen và từ từ thôi ha, không có gì mà thất vọng về bản thân hết ha. Cái việc của mình là đang làm cho bản thân mình tốt hơn, đang làm cho cái phản xạ từ mình nó tốt lên ha. Đừng có thất vọng về bản thân, cái chuyện đó nó chẳng có giúp ích gì trong cái việc học hành này cả, và cứ thoải mái để mà đọc thôi. Và khi mà mình đọc nó chưa tốt á, đừng có tức giận bản thân, bởi vì mỗi lần mà cái sự tức giận mà nó khởi lên trong trong lòng mình đọc á, tức là nghe cái voice của mình, tức là mình raise cái volume lên, mình raise cái tone nó cao lên, và mình đọc nó sẽ càng không hay, mà càng không hay càng cảm thấy mà càng vướng víu càng ấy, thì mình sẽ càng tức giận bản thân mình nó càng như thế, là thành ra đọc đi đọc lại hoài khi có một câu và mình cảm thấy mình rất là bực bội bản thân mình. Đừng như vậy ha, cứ thoải mái, mình đọc chưa tốt ok, có thể là cái lúc luyện tập á thì cũng có thể là thoải mái bỏ nó qua một bên, bỏ đổi qua câu khác, hay là lấy cái phone của mình ra ghi âm cái câu nào của mình đọc hay rồi đó, mình tự mình nghe lại để mình lấy lại cái nhịp điệu ha, không sao hết. Tiếp nha, anh mời Cường nha. Dạ vâng. Our major conclusion is that the current measures need to be revised. It's no longer provides an accurate picture of the difference in the extent of economic properties among population group or geographic areas of the country, nor an accurate picture of trend over time. Our major conclusion, economic property among population group, geographic. Our major conclusion is that the current measures need to be revised. It no longer provides an accurate picture of the difference in the extent of economic property among population group or geographic areas of the country, nor an accurate picture of trend over time. Nếu như mình nhắm lại cái chữ này mình không biết đọc á, kể đi ha, mình đọc nó sai cũng được, nhưng mà làm sao á, giữ cái tâm lý mình là measure hay measure hay là whatever measure gì đó need to be revised, cứ thoải mái đọc qua ha. Anh giải thích cái vụ này rồi, giống như cả một cái bao gạo vậy, nó hút nắm gạo bỏ đi cũng được ha, một nắm một chữ hay là một hột hai ba hột vậy cũng kệ, nó không sao hết ha. Rồi cái chữ này mình nghe thử cái nó đọc cái gì nè, mình đọc geographic, không có gheo, không có đọc gheo, geographic. Không có đọc geo ha, geographic là không đúng. Geographic, geographic. Đúng rồi ha. Ok. Right. Cái khúc này á mình đọc nó hơi lủng củng, là về cái câu này nó khá dài dài nè, mình đọc nè. It's no longer providing accurate pictures of the differences in the extent of economic poverty among population group or geographic areas of the country. Not an accurate picture of trends over time. It's no longer providing accurate pictures of the differences in the extent of economic poverty among population group or geographic areas of the country. Not an accurate picture of trends over time. Right. Mình tính đọc lại nha. Một, hai, ba. Our major conclusion is that the current measures need to be revised. It no longer provides an accurate picture of the difference in the extent of economic poverty among populations, growth, and geographic area of the country, nor an accurate picture of trend over time. Khá là ổn ha. Hơi bị lợn cợn, hơi bị gợn sóng ở một chút xíu ngay cái chỗ mà geographic này nè. Nghe là biết là có sự lợn cợn, tức là mình có dè chừng bởi vì mình sợ mình đọc là geographics nữa, đúng không? Nên là nghe nó bị lợn cợn một chút xíu ha, với lại sửa chút xíu thôi, còn hôm nay đọc cũng khá là hay, mặc dù có lợn cợn một chút xíu nhưng mà nó vẫn ổn. Differences ha, hồi nãy đọc differences. Đó, em đọc ổn ha. Right, anh đọc mẫu qua một lần nữa nè. Our major conclusion is that the current measures need to be revised. It no longer provides an accurate picture of the differences in the extent of economic poverty among population group or geographic areas of the country, nor an accurate picture of trends over time. Yeah. Right. Đọc thêm lần nữa ha, rồi xong mình qua câu mới. Our major conclusion is that the current measure need to be revised. It no longer provides an accurate picture of the differences in the extent of economic poverty among population growth or geographic area of the country,
nor as accurate picture of trend over time. Right, nhớ là ngắt bị sai, ngắt bị sai nên là mình bị hơi bị hụt hẫng gì đó cái khúc này, thành ra đọc lại là cái chữ geographic luôn ha. Ok, không sao hết. Lần cái version mà mới lần thứ hai đọc á vẫn là hay nhất ha. Nhớ là geographic ha. Geographic. Dạ vâng. Rồi, ok, anh mời lại tiếng nha. Dạ dạ. 39, 40 rồi. Anh nghĩ là chắc là nếu như mà sửa cho các bạn tiếp thêm mỗi người đọc một câu nữa thì nó anh muốn cho các bạn anh kiểm tra cái phần graphemitation. Bạn Uyên vô sau nên là chắc anh ưu tiên cho bạn Uyên đọc câu nữa, xong sau đó là anh dò các bạn cái phần graphemitation nha. Được không? Dạ vâng. Dạ vâng. Ok ha, tiếng thông cảm ha. À, dạ vâng, không sao. Ok, rồi, bạn Uyên nha. Mời bạn Uyên nha. Dạ. Ngắn quá, dễ quá cho bạn Uyên, không được. There's a golden eagle, eagle. Rồi, đây câu này. Authority. Terry this. Dictionary available. Central reading on the students and teachers as sociologies and related courses and some general read. Writings by 10 eminent professors, yet have been updated to reflect the shifts of sociological though in last 5 years, making it the most comprehensive, authoritative, and contemporary dictionary available. It's worth essential reading for our students and teachers of sociologies and other related courses, and also for general reader. Okay, right. Cho dành thời gian thêm 45 giây nữa đọc lại qua lần nữa đi. 40-45 giây đọc lại qua lần nữa nhọc nháp đi. Ha. Xong sau đó rồi rồi chỉnh chu hết rồi xong rồi nó đọc thật cho anh nghe nha. Yeah. Yes. Rồi, ok. Writings by 10 eminent professors, it has been updated to reflect the shift of a sociological door in the last 5 years, making it the most comprehensive or authorities and contemporary dictionary available. It has essential reading for our students and teachers of sociologies and other related courses, and also for the general reader. Khá là ổn hơn một chút xíu rồi ha. Có một vài cái từ nhiều âm tiết. Cái chữ này mình đọc sai nè. Ngay cái chữ đầu tiên luôn nè. Yeah. Đọc gì? Written. Written chứ không phải là writing ha. Yeah. À, written. Write là bởi vì sao nó chỉ có một cái chữ T thôi. Và nó không có chữ N. Thì mình đọc là write bởi vì E lúc đó nó nằm ở cuối âm câm. Và mình đọc là write. Đúng không? Còn bây giờ cái chữ T này double T. Cái T sau này nó nối với lại tình. Còn T trước nó nối vô đây chứ nó không nằm chậm chơ được. Nên mình không có đọc là write. Write là nó là gì nè. Mà nó phải gì thì read đúng không? Written. Nhớ không? Ha. Written. Yeah. À, ok. Written by 10 eminent professors. It had been updated to reflect the shift of sociology. Sorry. Written by 10 eminent professors, it has been updated to reflect the shift of sociological thoughts in the last 5 years, making it the most comprehensive, authoritative, and contemporary dictionary available. It was essential reading for all students and teachers of sociologies and other related courses, and also for the general reader. Đọc lại nhé.
written by 10 eminent professors. À, lần cho em đọc lại. Okay. Written by 10 eminent professors, it has been updated to reflect the shift of sociological... Cho em đọc lại. Okay. Cái chữ này rất là nhiều bạn lộn nè. Thought hơn, đó là quá thought. Khứ của thin á. Thought. Ừ. Thought. Written by 10 eminent professor. It has been updated to reflect the shifts of sociological thought in the last 5 years, making it the most comprehensive, authoritative, and contemporary dictionary available. It's worth essential reading for students and teachers of sociology and other related courses, and also for the general reader. Mm. Written by 10 eminent professors, it has been updated to reflect the shift of sociological thought in the last 5 years, making it the most comprehensive, authoritative, and contemporary dictionary available. It is essential reading for all students and teachers of sociology and other related courses, and also for the general reader. Đã lần nữa nha. Dạ rồi. Written by 10 eminent professors, it has been updated to reflect the shifts of sociological thought in the last 5 years, making it the most comprehensive, authoritative, and contemporary dictionary available. It's for essential reading for our students and teachers of sociology and other related courses, and also for the general reader. Okay, nghe ổn hơn nhiều rồi đó. Ok, rồi. Anh mở qua, anh dò các bạn về cái presentation tiếp nha. Bởi vì sao anh dò cái phần này khá là nhiều là bởi vì nó quá quan trọng đi ha. Bạn nào thi thì cũng biết rồi. Cường ngồi điện thoại hay là ngồi máy tính có giấy viết đó không Cường? Hay là có đánh máy được không? Dạ, em nốt được ạ. Anh nốt được ha, ok. Right. Thì bây giờ mình anh bấm vô một câu thì các bạn nghe xong rồi các bạn đánh câu trả lời vào trong cái khung chat này cho anh ha. Rồi cái xong rồi anh copy ra rồi anh sửa ha. Nhớ cũng. Right. Thoải mái nha. Ngắn ngắn trước nè. Remember, the prestigious section has strict eligibility criteria. Rồi, không có của bạn Cường, phần này em chưa ôm luôn. Rồi, bạn Cường khóc luôn rồi. Ok, vậy thôi bạn Cường coi anh sửa mấy bạn khác nha. Không sao. Ok, Long Phi nè. Long Phi dấu chấm đâu Long Phi? Em đọc lại đó. Hả? Em đọc lại dưới rồi đó. À, ok, rồi có ở dưới ha. Vậy là anh lấy ở dưới ha. Remember, the prestigious sections has strict eligibility criteria. Đúng không ha? Hoàn toàn đúng 100% luôn. Ok. Em học rồi. À, ok. Bạn Uyên, anh nhắc mấy lần rồi sao dấu chấm đó bạn Uyên ơi? Ừ, em có lắm like vậy đó.
Cũng có luôn ha. Ok, rồi, ok. Nhớ đi thi ha, đi thi bút xe là gà chết các bạn, mà chỉ cần lơ là một chút bấm next qua mà không có cái dấu chấm này á, là toàn bộ trong những gì nhiêu đây các bạn đánh là coi như là không có giá trị gì hết. Remember nhớ có dấu chấm, hay có dấu phẩy đây nè. Ha, nó mới chấm điểm với chữ remember ha. Section has the strict criteria. Strict nè, ăn được một điểm nè, criteria nếu như có dấu chấm, à, có dấu chấm đúng rồi, 2 điểm nè. The đây 3 điểm nè, has 4 điểm nè ha. Remember không có dấu phẩy nó chưa tính được đâu. Ok, lọc tiếng chắc cũng chưa học luôn quá. Câu này em chưa học tới. Ok, remember the restricted history. Rồi. Ok. Tiếp nha. Chắc có vẻ hơi dài với mấy bạn rồi, chọn câu 10 hay là câu 12 thử coi, ngắn ngắn chút coi. I can't hand out my dissertation this week. Anh nói cho em nghe lại vậy. Quên, đi thi không cho nghe được lại được đâu đó. Nghe I can't hand out my dissertation this week. I can't hand out my dissertations this week. Answer: I can't hand out my dissertation this week. Đây nè. Long Phi trước nè. I can't hand out my dissertations this week. I hand out ha. Thiếu cái chữ has. Thiếu cái chữ has này thôi ha. And out my dissertation this week. Khá là ổn ha. Long Phi học cái phần representation này khá là chắc ha. Lọc tiếng là sửa lại luôn liền ha. Rồi ok, lọc tiếng sửa lại câu thứ hai đúng không? I can't hand out my dissertation this week. Ok. Cường. Cường à. Cái chữ này nhớ là nó phải có cái dấu này người ta mới đọc là can nha Cường. Mình chat hay là này kia hay là gì trong cái văn mà mình nói hay mình chat là này kia thì tụi local hay là bạn bè mình hiểu, chứ còn viết ra cái này máy nó không có chấm đâu, máy nó phải chấm gì nó mới chấm này nha em nha. Anh nếu như mình viết cannot được không? Anh viết riêng ra luôn, không có viết tác luôn. Được không Không, ạ? cannot nó phải cái gì, cannot nó phải cái gì ha, viết như vậy nó cũng sai, cannot nó phải cái gì nè em. À, nhưng mà nó cũng không chấm. À, mà anh cũng không biết nữa, thật ra là tại vì cái này á, thật ra là nếu như mà cho chắc á ha thì mình viết như vậy, mình viết như vậy ha, nhưng mà thật ra mà cannot mà nó đọc á là mình nghe rất là rõ cái chữ cannot ha, mình nghe rất là rõ cái chữ cannot mà mình nghe nó đọc ở đây á, thì anh nghĩ rằng là ví dụ như nếu như là anh á thì anh chỉ đọc anh chỉ gì nè, I can't với I can này, nó gần gần giống nhau thôi, còn cannot nó nghe rất là chữ not rất là rõ, nó gì nó phải đọc là cannot nè. Nó anh để gì nè, để anh đảm bảo rằng là anh quăng lưới là coi như nó dính chứ nó không có bị sai kiểu vậy ha. Rồi Uyên nè, I can doubt my dissertation this week. 1 2 nè, doubt là sai ha, my dissertation this week. Ok, tiếp nha. Dài dài chút nha mấy bạn nha. Listening is the key to succeeding in this course.
listening carefully in this course. Listening is the key to succeeding in this course. Listening is okay. Answer nè. Listening is the key to succeeding in this course. Long Phi học Uyên trước nè. Listening is the key to succeeding in this course nè. Full ha. Rồi, okay. Của Long Phi nè. Listening is the key to succeeding in this course nè. Long Phi cũng ổn nè ha. Thường đúng là chưa học thiệt nè. Listening carefully in this course. 1 điểm. In 2 điểm. 3 điểm. 4 điểm ha. Rồi. Tiếng nè. Listening is the key to succeed in this course. Rồi. Chữ course này nó không chấm điểm mà chữ này nó cũng không chấm điểm luôn. Bánh xác. 1 điểm. 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm ha, 6 điểm. Rồi, một câu nữa nha. Dài chút nè. Students must wear protective clothing provided in the medical laboratory. Students must wear protective clothing provided in the laboratories. Student. Ok, hai bạn Uyên với Lộc Tiến có câu trả lời rồi. Provided clothing in the medical laboratory. Students must wear protected. Ok, câu này vui vui nè ha. Dài quá, không biết là bạn Cường có câu trả lời không? Students must wear protective clothes in the laboratory. Ok, right. Students must wear protective clothing provided in the medical laboratory. Ok nè, anh lấy của bạn Uyên xuống trước nè. Cái này không cần thiết nè Uyên à. Bởi vì ngay từ đầu, chắc là tại bạn vô sau thôi. Cái danh từ mà đếm được á, mà nó ở thể số ít á, thì nó không thể nào đứng chổng chơi ngay đầu câu được. Nếu như mình để cái student này thì mình phải là the students must wear ha. Thì còn cái student này thì không có cần thiết, bởi vì đứng đầu câu nó là student thì danh từ số ít, số mà đếm được á, là nó phải ở thể số nhiều. Students nè, must wear clothes nè ha. Cho là có mấy cái sau này sai, nhưng mà hướng dẫn với bạn một chút xíu về cái điểm ngữ pháp này ha, là students này chứ không phải là student này, nên cái chữ student phía trong này là không cần thiết ha. Rồi, ok. Một điểm nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, sáu điểm ha. Laboratories, ok. Rồi, tương tự như vậy thì bạn Lộc Tiến cũng là cái chữ student ở bên trong luôn nè. Student này cũng không cần thiết ha. Must wear protective clothing okay, provided in the medical lab. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm,
8 điểm, 9 điểm, 10 điểm đủ ha. Nè, ok. Long Phi nè. Đó, thì tương tự như vậy thì Long Phi mà để vô đây một cái là nó sai ngay câu chính tả chỗ này là student nè. Thấy giờ em thấy nó báo sai liền không? Phải là student số nhiều nó mới đúng ha. Nên là cái student này nó không thể nào nó nằm chống chơi được, bởi vì sao? Một thằng học sinh, hai thằng học sinh, ba thằng học sinh được, nên là nó phải ở thể số nhiều. Nha Phi nha. Nhớ cái đó để mà cẩn thận những cái lỗi ngữ pháp nó nói sai nó nhỏ nhỏ lắm nhưng mà mình sai nó uổng. Ừ. Rồi, must wear medical, the medical laboratory. Ok, có lẽ là Long Phi học ở chưa học tới cái câu dài sau này nên là nó hơi lúng cũng ha. Chứ Long Phi anh thấy học mấy câu đầu mà câu nào thuộc rồi chắc chắc tay. Students must wear protective in the laboratories. Ok, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm. Laboratory sai này, nhìn tưởng đâu đúng nhưng mà nó sai, thiếu chữ A nè. Laboratory thiếu một chữ A thôi, mất một điểm rồi. A thôi. Ok, right. Ok, right. Vậy hôm nay mình học như vậy ha. Các bạn nào hỏi gì không? Không ạ. Dạ không ạ, em cảm ơn anh Trung. Ok.